Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trung Quốc nói gì về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? Chào mừng các bạn đã đến với bản tin mới nhất của Tin Mới. Hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung liên quan đến triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Như đã biết, hôm qua lễ khai mạc Việt Nam Defense 2022 đã chính thức diễn ra thành công và tốt đẹp. Nó mang lại ấn tượng mạnh cho các đoàn tham dự triển lãm. Các phi đội tiêm kích Su-30 MK2 đã trình diễn những tiết mục bay ở độ cao cực thấp, phóng mồi bẫy nhiệt. Cùng với đó là giàn trực thăng Mi-8 treo cờ Việt Nam tiến vào khu vực tổ chức. Rất nhiều vũ khí tới từ các quốc gia hàng đầu thế giới như Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Vương quốc Anh, Pháp đều đã được đem tới triển lãm năm nay. Tuy nhiên, một số quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới đã không tham dự. Lý do là gì thì trước đó kênh cũng đã từng làm video phân tích rồi. Các bạn có thể theo dõi bên dưới phần mô tả video này hoặc trong thẻ. Mặc dù không tham dự nhưng báo chí và các phương tiện truyền thông Trung Quốc vẫn luôn theo dõi cập nhật tin tức về triển lãm của Việt Nam. Mới đây trên trang newqq.com đã cho đăng tải bài viết với nội dung sau. Sáng 8 tháng 12 theo giờ địa phương, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 lần thứ nhất đã được tổ chức tại Việt Nam, đã chính thức khai mạc tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chủ trì lễ khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 khai mạc hôm nay là cơ hội tốt để các nhà hoạch định chính sách quốc phòng và các doanh nghiệp trong ngành quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau phát triển vì một thế giới hòa bình, hợp tác phát triển. Tổng diện tích của triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vượt quá 50.000 m2, trong đó khu vực triển lãm trong nhà và ngoài trời vượt quá 20.000 m2. Tổng cộng có 174 công ty đến từ 30 quốc gia trên thế giới đã tham gia triển lãm và giới thiệu các sản phẩm bao gồm phương tiện chiến đấu, giải pháp kỹ thuật, vũ khí, khí tài hải quân, lục quân, phòng không tác chiến mạng và trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Tại triển lãm quốc phòng lần này, Quân đội Nhân dân Việt Nam và các công ty trực thuộc Quân đội Nhân dân đã đưa ra nhiều sản phẩm mới do Việt Nam tự nghiên cứu phát triển. Công ty cơ khí chính xác 11 được tổ chức từ nhà máy Z111 và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam, doanh nghiệp quân sự lớn nhất trực thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng tung ra các sản phẩm mới như radar, máy bay không người lái. Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đưa ra các khí tài tiên tiến hiện có của Quân đội Nhân dân, trang thiết bị chiến đấu chủ lực như xe tăng T-90S, tên lửa đất đối đất tầm ngắn Scud, lựu pháo kéo xe D-20-152mm, ngư lôi VC-53 đều xuất hiện trong triển lãm quốc phòng năm nay. Bên cạnh đó, các hãng vũ khí của Israel, Ấn Độ, Hoa Kỳ đều mang đến những sản phẩm mới nhất của mình. Israel từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việc hiện đại hóa các sản phẩm vũ khí của nhà máy Z-111 không thể tách rời sự hỗ trợ kỹ thuật của Israel. Việc hiện đại hóa xe tăng T-55 của lục quân còn có sự hướng dẫn kỹ thuật của Israel. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ ấm lên trong những năm gần đây. Tại gian hàng Ấn Độ trưng bày các loại vũ khí như máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA, tên lửa chống hạm BrahMos, tên lửa phòng không Bharat-8 do Israel sản xuất. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khai mạc triển lãm quốc phòng và nói rõ ràng rằng là để củng cố quốc phòng, Việt Nam sẽ thúc đẩy đa dạng hóa nguồn vũ khí. Theo phân tích, việc đa dạng hóa mà Việt Nam đề cập thực chất là nhằm giảm phụ thuộc vào việc nhập vũ khí, trang thiết bị của Nga. Thống kê cho thấy, Nga là nguồn cung cấp thiết bị quân sự chính của Việt Nam. Vũ khí nhập khẩu từ nước này chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột ở Nga-Ukraine và tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây, sức hấp dẫn của các thiết bị Nga gần đây đã giảm sút. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ đã nhìn thấy một cơ hội. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Clapper nói rằng triển lãm đánh dấu một giai đoạn mới trong các nỗ lực toàn cầu đa dạng hóa và hiện đại hóa của Việt Nam. Và Hoa Kỳ hy vọng sẽ tham gia tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam, thảo luận các vấn đề khác của Việt Nam, đặc biệt là những người trong hải quân.
Theo các báo cáo, Hoa Kỳ đã chấm dứt cấm vận quân sự đối với Việt Nam vào năm 2016, nhưng các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam chủ yếu vẫn giới hạn ở các tàu tuần duyên, máy bay huấn luyện. Một số nhà phân tích cho rằng mọi chuyển biến đa dạng hóa nguồn cung vũ khí mà Việt Nam mong đợi không thể đạt được trong một sớm một chiều. Tất nhiên, Nga chưa từng bỏ thị trường Việt Nam. Rosboronexport đã tích cực tham gia triển lãm và xây dựng một gian hàng lớn trưng bày các mặt hàng bao gồm máy bay không người lái, xe bọc thép, máy bay và trực thăng, máy bay và vũ khí nhỏ. Công ty cũng ra thông cáo cho biết sẵn sàng thảo luận về hợp tác công nghiệp, hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng với Việt Nam. Reuters đã nhận định Hoa Kỳ và Nga đang lợi dụng triển lãm quốc phòng để giành ảnh hưởng và cổ phần mua bán vũ khí tại địa điểm chiến lược ở Đông Nam Á này. Thông qua triển lãm quốc phòng lần này, chính Việt Nam đã chứng minh sức mạnh quân sự của mình với các khách hàng tiềm năng. Công ty quốc phòng lớn nhất của Việt Nam, Tập đoàn Điện tử Viễn thông Quân đội Viettel đã trình làng các hệ thống radar, máy bay không người lái, giám sát riêng của mình nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Một số trang tin của Trung Quốc cũng đã thể hiện sự bất ngờ về một số chủng loại vũ khí của Việt Nam. Trang tin Thế giới quân sự đã cho đăng tải bài viết bình luận về sự kiện này. Bài viết cho rằng khung cảnh triển lãm quốc phòng Hà Nội do người Việt Nam quay, quân đội Việt Nam cũng đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B của lữ đoàn 490. Phía Việt Nam nêu rõ, tại sân bay Gia Lâm nơi tổ chức triển lãm quốc phòng Việt Nam Defense 2022, các cán bộ quân đội Việt Nam đã di chuyển các thiết bị vào vị trí. Xét về quy mô, từ những năm 1990, lô tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud đã được đưa vào trang bị phục vụ trong quân đội Việt Nam. Hơn 30 năm trôi qua, quân đội Việt Nam vẫn được trang bị những quả Scud B cũ kỹ này làm tên lửa đạn đạo chiến thuật. Đối với quân đội Việt Nam, hàng trăm tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B trong tay họ hoàn toàn thua xa các nước láng giềng. Lào được trang bị các hệ thống phóng tên lửa tầm xa RZ-5 do Trung Quốc sản xuất, có thể phóng tên lửa chiến thuật chính xác cao với tầm hoạt động 290 km. Campuchia đã mua bệ phóng tên lửa tầm xa Tai-03 của Trung Quốc với tầm bắn 180 km, nhưng độ chính xác của nó vượt xa tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B. Quân đội Thái Lan được trang bị hệ thống phóng tên lửa tầm xa Radian-2 của Trung Quốc, ngược lại Việt Nam không có gì. Thật đúng là đầu óc các nhà báo quân sự Trung Quốc hết sức hạn hẹp. Một vài tổ hợp pháo phản lực như RZ-5 tầm bắn 290 km, Tai-03 tầm bắn 180 km mà đem so sánh với tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B tầm bắn 500 km được Việt Nam nâng cấp từ lâu. Còn nói về độ chính xác thì tất nhiên không khó để công nghiệp quốc phòng Việt Nam giảm thiểu sai số vòng tròn CAP xuống mức thấp nhất. Với đầu đạn nặng 1 tấn thuốc nổ TNT thì sai số dưới 100m là có thể san bằng mọi mục tiêu. Trên trang sóng radio của Trung Quốc cũng cho đăng tải một bài viết nói về mẫu súng trường bộ binh STV-22 khá độc đáo. Trang này cho hay súng ngắn STV-22 cực hiếm xuất hiện trên tay bộ đội Việt Nam tại công trường chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng Hà Nội, nhìn rất giống với khẩu STV-1215, nhưng với một băng đạn ngắn hơn và một bộ phận bảo vệ khác. Dòng súng ngắn STV của Việt Nam thực chất là sản phẩm cải tiến AK trên cơ sở dòng súng Galie nhập khẩu từ Israel của nhà máy Z-11 quân đội Việt Nam. Không chỉ băng đạn dùng chung với băng đạn AK mà lấy chế độ bắn cũng được đặc biệt thay đổi thành AK. Các bạn thân mến, kho súng STV-22 này khá độc đáo, mới xuất hiện trên mạng. Có thể đây là thiết kế mới nhất mà nhà máy Z-11 trong thời gian ngắn gần đây. Nhìn qua thiết kế thì chúng ta cũng có thể đoán được nó được dùng để thay thế cho AKS, AKM của lực lượng đặc công chuyên luồn sâu đánh hiểm. Với thiết kế nhỏ gọn, băng đạn rút gọn, nòng ngắn cho nên gọi là STV-22. Thiết kế này nhìn rất bắt mắt. Đây là một bản cải tiến nhỏ từ STV-215 nòng ngắn cho bộ binh. Còn các bạn có đánh giá gì về bài viết của báo Trung Quốc với triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? Hãy để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn đăng ký kênh kèm chuông thông báo. Binh sĩ Ấn Độ, Trung Quốc đụng độ ở biên giới. Thưa quý vị và các bạn, quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ dường như đã xảy ra đụng độ vào cuối tuần qua ở khu vực tranh chấp chủ quyền, làm một số người bị thương. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, theo NDTV, dẫn nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ cho biết, lực lượng nước này và binh sĩ Trung Quốc đã xảy ra đụng độ ở đường kiểm soát thực tế LAC tại khu vực hai bên tranh chấp chủ quyền ở bang Arunachal Pradesh. Theo nguồn tin, cuộc đối đầu vào cuối tuần qua dẫn tới một số quân nhân từ hai phía bị thương nhẹ và quân nhân hai nước đã ngay lập tức rời khỏi khu vực sau khi sự cố xảy ra. Cuộc đối đầu diễn ra tại khu vực Chawang, Arunachal Pradesh.
Theo các nguồn tin, quân đội Trung Quốc dường như đã vượt qua LAC, khiến binh sĩ Ấn Độ phản ứng cứng rắn và kiên quyết. Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Theo nguồn tin, sau vụ việc, quan chức quân sự Ấn Độ trong khu vực đã tổ chức một cuộc họp phía Trung Quốc để bàn bạc về việc tuân thủ các cơ chế để khôi phục hòa bình. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài xảy ra các cuộc đụng độ như vậy giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc kể từ các cuộc giao tranh ở Đông Ladakh 2 năm trước. Căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ nóng lên từ giữa năm 2020 sau vụ đụng độ chết người tại khu vực Himalaya, nơi hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Ít nhất 24 người ở hai bên đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Đây được xem là lần đầu tiên trong hơn 40 năm một vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gây chết người. Kể từ cuộc giao tranh căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang, thì các bên đều triển khai quân nhân và vũ khí dồn dập tới các điểm nóng. Tuy nhiên, hai nước sau đó đã thống nhất xuống thang căng thẳng ở biên giới và cũng bắt đầu rút bớt quân, xe tăng, khí tài quân sự khỏi khu vực Ladakh. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.